Đây là hồ cá nhà Asu. Hồ quá chật. Em Demekin, Demekin đen đâu rồi? Đây, em Demekin đen của anh Hậu Giang, anh Sử mới tặng cho em. Đây là em Lưu Kim Ngũ Hoa, một em, hai em, ba em. Bởi vì quá mê cho nên là có ba em Lưu Kim Ngũ Hoa. Trong đó có một em bị rỉa nát vây lưng, bây giờ đã lành lại một cách đẹp, thật là đẹp. Đây là cục cưng của mình, Lưu Kim vàng đuôi dài. Nhưng mà em ấy rất là thích bơi ngửa, rồi lượn qua lượn lại ở những chỗ có dòng nước động mạnh. Nói chung là rất thích nước động mạnh. Ở đuôi em ấy có một cái chuyện rất là mắc cười, nhìn thì cứ tưởng là nấm hoặc là dị tật, thật ra không phải. Ở ngay cái đuôi đó lại mọc có thêm một cái đuôi nữa, ở chỗ này. Còn em Đan Chu đen thiệt là dễ thương, hồi lúc mua là bằng ngón tay út thôi, mà nuôi khoảng chừng cỡ một tháng mấy thì bây giờ nó bự thành con heo rồi, cực kỳ mạnh mẽ, rất là nam tính. Đây chính là Zumbai, bé Lan Thọ Zumbai, cực kỳ uống nu so với lúc mới mua. Đây là em Demekin ha. Còn đây chính là Cảm Tử, nó tên là Cảm Tử tại vì nó chuyên nghiệp thử hồn. Nó thử hồ một cách chuyên nghiệp, lần nào cũng thành công. Đây là các bé ú na ú nu mập lù hồ cá thịt. Bây giờ đề nghị anh em nào có xem clip này mà có dư hồ thì có share lại cho em với, giờ hồ em quá chật rồi. Toàn cảnh hồ của em. Hồ của em đem xài lọc tràn bình thường thôi à, nhưng mà nước đa phần là trong lắm. Quá chật. Cảm ơn mọi người đã xem clip.